em nhé, để các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thì do có con mấy con chó nó chạy bên dưới á, thì làm mấy cái con chim mái của mình nó đứng lại hết rồi. Thì thôi cũng đôi nét chia sẻ của mọi người, lần đầu được live stream rất là vui khi được live stream ở trên chiếc phone của mình. Và thứ hai là được cũng được 7 phút rồi các bạn. Muốn chào mọi người và chúc mọi người tràn đầy năng lượng một ngày mới và thành công và hiệu quả, đạt năng suất cao ha, làm việc đầy hiệu quả. Muốn chào mọi người, chúc các bạn ngày mới vui vẻ ha.